Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Me Jerry USA. Hôm nay chiều thứ bảy, mình mới nhớ ra là hai cây cà chua ở trong vườn của mình á, nó trái chín hôm nay quá trời luôn rồi mà mình chưa có thu hoạch, cho nên mình sẽ đi thu hoạch cà chua. Hôm nay mình tầm biến quá, mình không có hái. Mà mình ở đây á, mình ở bên này á, là mình ở cái căn nhà nó thuộc dạng là townhouse nha mọi người. Cho nên cái sân vườn á, cái sân chung á thì nó rất là rộng, nhưng mà cái sân phía trước nhà mình thì nó cũng gọn thôi. Nhưng mà chồng mình á, thì chồng mình đã tráng đan rồi, tráng đan hết rồi cho nên không có trồng gì được. Với cái này là cái dưới này nè, cái này là cái hồ nước nóng của ảnh á, cái hồ nước nóng mà bắn ra cái tia nước rồi massage rồi ngâm mình của ảnh á, cho nên là nó muốn hết chỗ luôn rồi, không có trồng được gì nhiều ở trong đây hết á. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người để xem trong cái vườn bé bé tí tí của mình á, là mình trồng được những cái gì ở bên này ha. Ok, đầu tiên mình muốn giới thiệu mọi người nè, đây là cây dâu nè, hôm bữa mình với chồng mình mới mua về nè. Tại chồng mình á, rất là thích ăn dâu, rất là thích ăn dâu cho nên chồng mình mua nè. Cái này nó có bông mình nè mọi người. Chồng mình cứ ngày nào cũng hỏi em ơi dâu có trái chưa, em ơi dâu có trái chưa. Nó có bông rồi mà mọi người. Có trái luôn rồi nè. Có trái bé bé luôn rồi nè mọi người. Kiểu này là chồng mình mừng lắm luôn á. Chồng mình thích dâu lắm mọi người. Còn ở đây hôm bữa mình đi Lý Đô Sài Gòn á, mình mua được cái chậu ngò, mình về mình trồng hôm nay cũng lâu rồi mà giờ nó già rồi. Nó già rồi nó cũng không còn ngon nữa. Đây là cây quế nè mọi người. Cây quế này á, lúc mình mới qua á, là mình kiếm mua nó rất là khó nha. Thực sự mình đài chồng mình á, chở mình đi thôi khắp nơi luôn, mấy cái Home Depot ở tất cả các khu vực luôn mà không thấy. Cái mình mới nghĩ quế này thường người Việt Nam mình ăn nhiều, chắc là cái Home Depot ở dưới khu người Việt có. Cái mình mới kêu chồng mình chở mình đi xuống dưới á, mình vô Home Depot của khu người Việt á, thì mình mua được hai chậu quế mọi người. Cái này một chậu á, là nó cũng 2-3 cây ở trong á, người ta ương 2-3 cây ở trong. Hồi lúc mình trồng ở trong nhà thì nó bé tí à, cái giờ bắt đầu trời nó ấm rồi đó, cho nên mình đem ra ngoài mình trồng. Tại hồi lúc trước trời lạnh, người ta nói sương muối xuống là mấy cây quế cây ngò trồng không có sống được ở ngoài, cho nên mình trồng ở trong nhà. Ngày hôm nay mình giống như trời ấm rồi thì mình đem ra ngoài trồng, quá trời tốt luôn mọi người, tốt quá trời luôn mọi người, thấy không, ra bông quá trời luôn, không nỡ cắt. Mình không nỡ cắt bông, mình rất là thích. Khi mà mình mua được hai cây quế, trời mình mừng quá trời mừng luôn. Đây là cây quế khác nè mọi người. Cây quế này mình tưởng đâu nó chết rồi, ai ngờ ra trồng ra đây tốt quá trời luôn. Còn đây là cây bạc hà nè mọi người. Mình quên cái tên ở Việt Nam nó gọi là cái gì rồi, nhưng mà ở bên Mỹ nó kêu là mint, dịch ra là bạc hà. Và đợt mình trồng nó đèo đẹt không còn gì luôn, nó còn được cái nhánh chắc kiểu như vậy. Cái mình tưởng nó chết rồi, cái mình bỏ vô đây, cái mình trồng luôn á, mình trồng đại, mình bỏ đại, cái tự nhiên giờ ra lá xum xuê tốt ghê mọi người. Tốt cực kỳ tốt. Phía sau là hai cây cà chua của mình đó mọi người. Cà chua của mình á, hồi mới về trồng á, mình mua 3 cây, mình mua 3 cây, hồi mình mới qua đây là mình mua 3 cây cà chua. Một cây cà chua bi bé bé xinh xinh và hai cây cà chua trái lớn để mình mua mình trồng thử. Mọi người biết không, chồng mình không biết cây cà chua. Chồng mình hồi đó giờ kiểu giống như ảnh học xong rồi ảnh ra trường rồi ảnh làm, ảnh là kỹ sư. Cho nên ba cái vụ cây cối bông hoa lá hẹ là anh không biết gì hết luôn. Anh không biết. Cho nên khi mà mình trồng cái cây cà chua này nó ra trái rồi anh thích lắm. Ngày nào anh cũng ra anh lặt một hai trái anh ăn vậy đó. Hồi đợt á, mình trồng ba cây cà chua này rất là tốt mọi người, rất là tốt. Nhưng mà tự nhiên hai vợ chồng mình đi New Mexico. Hai vợ chồng đi New Mexico một tuần lễ về, tự nhiên cây cà chua mình nó bị giống như nó kiểu bị sâu rầy á mọi người, nó bị bệnh á mọi người. Nè, tới giờ vẫn còn một chút nè mọi người. Nè mọi người thấy không? Nó bị vậy đó. Hai cây cà chua của mình, ba cây chứ. Ba cây cà chua của mình nó bị như thế này nè. Mình tưởng đâu nó chết rồi đó.
mình thấy nóng ruột lắm, nó ăn lên tới trên đọt không, ăn hết cả luôn. Cái mình làm liều, mình lấy kéo, mình cắt hết mấy cái lá mà nó bị sâu, nó bị rầy á, mình cắt mình bỏ hết luôn, giống như kiểu hên xui. Ai ngờ nó sống, nó sống. Bây giờ nó vẫn còn một chút sâu nhưng mà nó đỡ hơn rồi. Đó. Ai ngờ nó sống mà trái nó ra quá trời luôn. Thật sự nếu mà hai ba cây này á mà không bị sâu, không bị sâu, không bị rầy á là chắc là trái dữ lắm, khủng khiếp lắm. Nè, mình quay cho mọi người xem nha. Đó. Trái quá trời luôn á, nè. Nó đỏ cây luôn. Này nè, cái này còn trái xanh nhiều lắm nè mọi người. Đó, cái này còn nữa, còn trái nhiều lắm. Đó, nhìn chùm chùm thấy thương không? Ý là bị bệnh á. Này. Đó. Nhìn đã không? Cái dòng sắt này nó mọi người mua ở Home Depot là nó 7-8 đô vậy mọi người, một cái dòng sắt này nè mọi người. Nhưng mà thực sự nó rất là bền, xài nó rất là bền, rất là tốt. Cây cà chua bên này nó bự lắm chứ không như bên Việt Nam mình đâu mọi người. Nè, cao khủng khiếp không? Thấy không? Mọi người thấy không? Cao ghê, cao cao đây mình luôn rồi nè. Ủa, còn đang ra hoa quá trời luôn. Ok, bây giờ để mình hái cà chua ha. Thu hoạch cà chua, tại vì cà chua nó chín quá rồi, mình bỏ hôm nay cũng lâu lắm rồi. Hôm nay vợ chồng mình bận quá cho nên mình không có mà thu hoạch. Mọi người nhìn đã không? Wow, nhìn thấy cà chua à mọi người, đã không? Cà chua mình trồng nhà tự nhiên á, nhìn rất là ngon. Chồng mình là hái là lụm ha ăn. Lát vô khoe vậy ảnh. Ảnh đang dọn cái gara rồi cho nên mình sẽ tự đi hái. Anh chồng mình mắc cười lắm mọi người, không có biết cà chua, mọi người không có biết cây cà chua là cây ngắn ngày luôn nữa. Mình nói cây cà chua này nó mai mốt nó ra trái xong là mai mốt nó chết. Anh nói thiệt hả? Sao nó chết vậy? Chứ không phải nó sống hoài luôn ha. Trời ơi, anh hỏi mấy câu nghe mắc cười dễ sợ luôn. Anh không có biết mọi người, anh không có biết gì về cây cối hết trơn á. Ôi, hai trái này bé xinh xinh dễ thương quá mọi người. À, dễ thương cực kỳ. Ôi, chồng mình anh bận là anh không chịu hái, chứ nhìn thấy thương quá. Mà thường á chồng mình á kiểu giống như ảnh làm có tiền với lại giống như công việc của ảnh bận quá cho nên ảnh ít khi ảnh quan tâm mấy cái bé bé tí tí như thế này lắm. Mình thì mình khoái trồng, qua đây mình khoái trồng cái này kia nọ thôi. À, mọi người nhìn ngon đã lắm mọi người. À, nè. À, nhìn thấy cưng ghê không? Đó. Kỳ dễ thương. Đổ quét luôn đó mọi người. Rất là dễ thương mọi người. À, có trái này nó bị sâu rồi nè. Nó hơi bị sâu một chút. Nó hơi bị sâu. Thích quá mọi người. Mình ở bên Việt Nam có bao giờ mình trồng cái gì đâu. Toàn là cha mình trồng không à. Hi man. Finally you go here. Oh, finally you come here with me. Finally. Đây anh chồng đẹp trai của mình nè. It's really beautiful. Wow. Chồng mình rất là thích cái cà chua này mọi người. Okay, collect tomato. I will take video for you. Are they red? Yeah, it's red. It's been ready. Yeah, yeah. They're not so big, but yeah. But very red, nice color. Okay, that one's good. This one's good too, right here, baby. Yeah. This is a good one. Ah, you never call it tomato like that, right? Yeah. Have you done it before? No, I never did it. That's cool. This one not quite ready yet, I don't think. Yeah. Not like the same. Yeah.
it this mean ready, but we don't need really yeah, need it. Like so this one too. Yeah. So just get something yeah, like very red. This is good. Oh, inside there, you see two very red in there. Oh, no. You didn't even see this. Wow. Maybe this one's like. Oh, I'll show time. You. Yeah. But this one has some little. Yeah, something, some animal eat this. Yeah, this one. Oh, still have some in there, huh? Yeah. This one, same frog. Huh. A little long or something. Oh, yeah. Have some animal eat this. Oh, another again. One? I see that a little bit of one. Oh, yeah, that one's pretty good. Small, but it's ready to go. Yeah. Very cute. I like something smaller. Wow, a lot of new ones coming here. Yeah. Green, this little bunch here. Yeah. Some bunch right here. This is what they liked. A lot, huh? It yeah, is a lot, yeah. Big, yeah, too. Yeah, big ones. This, look at these three. It's like this, huh? It can be pretty big. Yeah. That's good. Wow, it's a big plant. We have tomatoes all summer long. Really? You're funny. Mm. Really good, huh? Oh, yeah, really good. Yeah, it's for you. Mm. Delicious. I want to show you one. Look at strawberry. Yeah. Yeah. Put the box down and look at the strawberry. What the hell? See, flower, right? I don't see none. The flower, right? Where? You want to find the root? Oh, here? Yeah, this flower. Okay. And two more, like almost starting. Oh yeah, it's a bigger one. Crazy. Yeah, and there's one here too. Yeah. I want a lot of strawberries though. I should make on the garden strawberry for you, huh? You like strawberry more than tomato? No, I like them both a lot. Cái bên này mình có trồng mấy mình có trồng cái bụi nha đam nè mọi người, trồng cũng lâu rồi nhưng mà nó không có được tốt lắm tại cái phía bên này mình rất là khó tưới nước nha. Ớt nè, cái ớt nè mọi người, mình lấy cái trái ớt đỏ già đó rồi mình bỏ đi, mình giục đi rồi nó lên, tự động nó lên nè, nhìn đã không, mình tưởng nó chết hết rồi chứ tại cái này mình ương hồi mùa đông lận mọi người mà tự nhiên nay nó lên. Đây là hành nè mọi người, mình trồng mấy này lâu rồi mà mình không có ăn nè, mọi người thấy cái lá nó cao khủng khiếp không? Ồ, cao lắm mọi người. Ồ, có bông luôn nè, bông già luôn rồi nè, nhìn rất là thích mọi người. Nói chung qua đây á thì mình cũng thích trồng này đồng kia trồng nội vậy đó, đặng mình ở nhà mình có mà ăn vậy đó, rất là thích. Ở đây được cái miếng đất nhỏ xíu này nè mọi người, tại chồng mình cũng tráng đa hết rồi, trừ là cái miếng đất bé bé này là để mình trồng rau cải đó nè mọi người. Đó, đây là cây cà chua của mình nè mọi người, nhìn tốt đi không, ý là họ hỏng bệnh rồi nha, nó bị bệnh rồi, mình nó bị bệnh mình cắt mấy cái lá hết rồi mà nay nó không có bị bệnh nữa nè, nó không có bị phấn, nó không có bị mấy con mấy ăn, không có bị mấy con rầy ăn nữa, mừng quá trời luôn. Cái này mình không có cái cây đỡ cho nên nó bị gãy nè mọi người. Nhưng mà trái rất là nhiều nha. Trái rất là nhiều mọi người, cà chua bi nè mọi người. Cà chua bi, trái rất là nhiều mọi người. Ở đây bụi luôn đó nè. Đó. Mặc dù sâu bị rầy chứ nhưng mà trái cũng rất là nhiều. Nè. Đó, ở trong đây nữa nè mọi người. Chưa? À. Trái bên trong đây nữa nè.
chùm chùm luôn mọi người. Thích ghê á. Ở bên Việt Nam có bao giờ mình trồng mấy cái cây này đâu, toàn là cha mình trồng không mà. Qua đây buồn quá mình trồng á. Sắp chín rồi nè. Đây mấy cái trái cà chua bự nè. Cái này cũng một cây cà chua khác, hai cây. Hai cây mình làm cho nó chung một cái vàng này luôn mọi người. Đó. Trái này sắp chín rồi nè mọi người. Đã không? Đây nữa nè, đây ba con trái nè. Chùm nhiều lắm. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mình hy vọng là mọi người thích cái video này của mình. Mọi người hãy cho mình xin một like, một đăng ký và mọi người nhớ nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Tạm biệt mọi người.